8 hồ nước đẹp nhất miền Bắc thu hút du lịch. Kính chào quý khách. Du lịch sông Hồ luôn là nguồn cảm hứng bất tận thu hút du khách. Vẻ đẹp nơi sông Hồ tạo cho chúng ta những giây phút thư giãn tốt nhất, trong lành nhất, yên bình nhất. Còn gì đẹp hơn và thú vị hơn khi được lênh đênh con thuyền du ngoạn những nơi non xanh nước biếc, nơi sơn thủy hữu tình, đậm chất lãng mạn thi ca, khơi nguồn cảm xúc nghệ thuật huyền diệu và được hít thở không khí trong lành, mát mẻ nơi không gian thơ mộng trữ tình đúng không ạ? Hôm nay Let's Tour xin giới thiệu đến quý khách video đặc sắc tổng hợp 8 hồ nước đẹp nhất ở miền Bắc thu hút du lịch. Quý khách cùng đón xem và cùng Let's Tour lên kế hoạch trải nghiệm, khám phá lần lượt 8 hồ nước tuyệt đẹp này nhé. Nổi tiếng nhất phải kể đến là Hồ Ba Bể, nằm trong top 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Năm 1995, Hồ Ba Bể đã được Hội nghị Hồ nước ngọt Thế giới tổ chức tại Mỹ công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ. Hồ Ba Bể là khu du lịch sinh thái nổi tiếng của vùng Đông Bắc Việt Nam với nhiều phong cảnh kỳ thú và đa dạng về sinh học. Nằm trung tâm vườn quốc gia Ba Bể, thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, Bắc Cạn, hồ ở độ cao 145m so với mặt nước biển. Hồ Ba Bể được hợp thành từ 3 hồ nước có tên là Pé Lèng, Pé Lù và Pé Lầm. Hồ có chiều dài hơn 8km, nơi rộng nhất là 2km, diện tích mặt nước khoảng 500 ha, độ sâu trung bình 20m, có những nơi sâu đến 35m. Nước hồ Ba Bể trong xanh, quanh năm mát mẻ, toàn cảnh hồ như một bức tranh thủy mặc, in đậm bóng núi, lồng lộng mây trời, nhìn như một chiếc gương khổng lồ, phản chiếu những dãy núi uốn lượn vòng cung ẩn hiện trên mặt nước. Trên mặt hồ có nhiều đảo nhỏ xinh đẹp như đảo Bà Quá, đảo An Mạ, xung quanh hồ là các bản làng của người Tày. Sau khi dạo chơi trên hồ, du khách có thể dừng chân ở những nơi này để cùng cảm nhận cuộc sống ấm áp, đậm tình mến khách của bà con dân bản, thưởng thức những món ăn truyền thống của người dân miền núi, nhấp chén rượu thơm mùi ngô nếp, hòa mình vào những khúc đàn tính, điệu then, được nghe sự tích Hồ Ba Bể với truyền thuyết về đảo Bà Quá, thuyền độc mộc. Đến với Hồ Ba Bể, du khách sẽ được đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, núi rừng hùng vĩ bao la, thiên nhiên trong lành, bình yên thơ mộng, được thưởng thức những món ăn truyền thống, được khám phá bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc nơi đây. Ba Bể như một viên ngọc bích giữa núi đồi Đông Bắc, thật trong lành, tinh khiết và thanh tao. Bạn hãy cùng Let's Tour trải nghiệm ngay tour du lịch Hồ Ba Bể nhé. Thứ hai là Hồ Hòa Bình, nằm trong địa giới của thành phố Hòa Bình và 4 huyện Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc và Mai Châu. Hồ có diện tích mặt nước khoảng 8.000 ha với rất nhiều đảo nổi, cảnh quan xanh tươi, khí hậu mát mẻ. Đặc biệt, nước hồ lúc nào cũng xanh trong, khiến cho nơi này trở thành một trong những thắng cảnh hấp dẫn của Hòa Bình. Nơi đây có nhiều tên gọi tùy thuộc vào từng địa danh mà du khách đặt chân đến để lên thuyền du ngoạn như Hồ Thung Nai, Hồ Ba Khan, Hồ Sông Đà, vân vân. Đây là hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, nằm trên sông Đà, có chiều dài 230 km từ Hòa Bình đi Sơn La. Hồ tạo thành giữa khu vực trước kia là vùng núi đá vôi Hòa Bình. Vẻ đẹp của núi đá vôi trùng điệp kết hợp cùng nước hồ xanh biếc sẽ cho bạn liên tưởng đến vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long, khung cảnh bốn mùa xanh ngắt. Nhiều du khách thích dạo hồ vào mùa hè bởi phong cảnh thiên nhiên sinh động, tươi tắn cùng với bầu không khí mát mẻ, trong lành trên hồ. Nhưng cũng nhiều người thích đi thuyền trên hồ vào mùa thu hoặc gần đầu mùa đông. Nắng cuối thu vàng rực hơn, màu xanh cây lá cũng đậm hơn, mặt nước hồ cũng trong hơn. Giữa khung cảnh nắng vàng, rừng xanh, những hòn đảo đá nổi bật trên mặt hồ, dưới bầu trời xanh biếc và trong veo tạo nên khung cảnh thiên nhiên vô cùng tuyệt mỹ. Đến với hồ Hòa Bình, ngoài du ngoạn trên hồ nên thơ lãng mạn, thì du khách còn được tham quan nhà máy thủy điện Hòa Bình, ghé thăm đền Thác Bờ, đền Đôi Cô và động Thác Bờ nằm trong dãy núi Chùa, thuộc xã Ngòi Hoa, vốn là điểm đến ấn tượng trong tour du lịch Thác Bờ, du lịch sông Đà, du lịch Ba Khan. Quý khách đừng bỏ lỡ trải nghiệm du ngoạn ấn tượng trong tour du lịch sông Đà cùng Let's Tour nhé. Thứ ba là Hồ Thác Bà, là một trong 3 hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, hình thành khi xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà. Hồ nằm trên địa phận 2 huyện Yên Bình và Lục Yên. Hồ rộng gần 20.000 ha mặt nước, gồm hơn 1.300 đảo xanh lớn nhỏ, cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi. Đến với Hồ Thác Bà, du khách có thể thỏa thích ngắm nhìn biển nước mênh mông, những đảo cây ngút ngàn soi bóng xuống mặt hồ xanh ngắt tưởng như vô tận, hít thở không khí trong lành giữa mặt nước mênh mông để quên đi hết những mệt mỏi ưu phiền của cuộc sống. Đến với Hồ Thác Bà, quý khách có cơ hội được tham quan thủy điện Thác Bà, nơi có đền Thác Bà. Đây là công trình thủy điện đầu tiên của Việt Nam sừng sững hiên ngang trên biển hồ. Tham quan đền mẫu Thác Bà, khám phá vẻ đẹp kỳ ảo của nhũ đá, của những tượng đá tự nhiên kỳ lạ, ẩn chứa bao khát khao hoài bão của con người tại quần thể hang động đá vôi trên hồ như Động Thủy Tiên, Động Xuân Long, Hang Bạch Xà, Thác Bà, Thác Ông. Hồ Thác Bà đẹp mênh mông là vậy, nhưng có lẽ nơi đây còn rất ít du khách biết đến. Qua video này, quý khách hãy lên kế hoạch và cùng Let's Tour đến du lịch Hồ Thác Bà để tận hưởng vẻ đẹp non xanh nước biếc cùng những trải nghiệm tuyệt vời khó quên nhé.
Thứ 4 là Hồ Na Hàng, nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Na Hàng Lâm Bình có tổng diện tích 15.000 ha, trong đó bao gồm 8.000 ha diện tích mặt nước, nơi hội tụ của hai dòng sông là sông Gâm và sông Năng. Xung quanh là 99 ngọn núi trùng điệp bao bọc, bạt ngàn những cánh rừng nguyên sinh, nước hồ trong xanh như ngọc bích. Hồ Na Hàng Lâm Bình là một trong những hồ thủy điện lớn nhất khu vực phía Bắc và nối liền với khu danh thắng quốc gia Ba Bể của tỉnh Bắc Cạn. Không gì thú vị hơn được du ngoạn bằng thuyền trên hồ, tận hưởng không khí trong lành và ngắm thiên nhiên kỳ thú. Từng dãy núi trùng điệp, những câu chuyện gắn liền với những sự tích, hòa quyện với nhau, tạo cho du khách có cảm giác yên bình và mới lạ. Một núi Park Tạ cao ngất trầm mặc mây vần soi bóng, cọc vai phạ, núi Nàng Tiên, chú khách, núi Va, đền Park Tạ, Park Vãng Linh Thiêng, nơi hộ quốc, hộ dân. Bãi đá phạc mạ bờ sương như nơi bồng lai tiên cảnh. Những thác nước, thác mơ, thác khuổi nhi, trắng xóa và mềm mại như dải lụa phía xa nổi bật giữa màu xanh của đại ngàn tạo nên bức tranh thủy mặc nên thơ lãng mạn. Điều đặc biệt của hành trình du lịch trên hồ Na Hàng là được thưởng thức đàn tính, hát then ngay trên thuyền. Giữa vùng trời nước mênh mông, tiếng hát như ngân vang, đưa con người đến gần nhau, đến gần thiên nhiên. Đi thuyền trên lòng hồ Na Hàng có một trải nghiệm khó quên với nhiều du khách là được thưởng thức ẩm thực nơi đây được sản đánh bắt từ hồ, được chế biến ngay tại chỗ tươi ngon, đậm vị. Đầu bếp trên các thuyền còn phục vụ du khách cả những món đặc sản như thịt lợn đen, rượu ngô, cơm lam, thịt trâu góc bếp, thịt chùa, rau rừng Na Hàng. Đến với Na Hàng, vẻ đẹp bốn mùa tươi mát chắc chắn sẽ khiến du khách thực sự ngỡ ngàng và ấn tượng khó quên, dư âm còn mãi. Bạn hãy liên hệ cho Let's Tour để cùng đồng hành tour du lịch Na Hàng cuốn hút này nhé. Thứ 5 là Hồ Núi Cốc, một hồ nước nhân tạo thuộc thành phố Thái Nguyên. Hồ có diện tích mặt nước trung bình 25 km vuông, độ sâu 46 m. Hồ Núi Cốc là một vùng du lịch sinh thái nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên, sở hữu phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, gắn với nhiều huyền thoại, nổi bật là chuyện tình nàng công và chàng cốc, một người ra đi nước mắt chảy thành sông, còn một người chờ đợi hóa thành núi. Tham quan khu du lịch Hồ Núi Cốc, du khách có nhiều trải nghiệm như sân khấu nhạc nước, bể bơi, công viên nước, các trò chơi cảm giác mạnh, động huyền thoại cung, chuyện tình ba cây thông, quần thể thuyết nhân quả chủ thiên vàng. Tuy nhiên, nói đến sông hồ là nghĩ đến vẻ đẹp thiên nhiên thuần túy, chính vì vậy, đến với Hồ Núi Cốc, thú vị nhất là được đi du thuyền trên hồ, chiêm ngưỡng và khám phá những 89 hòn đảo đất xinh đẹp và hoang sơ. Lênh đênh hành trình giữa lòng hồ, phong cảnh Hồ Núi Cốc giống như bức tranh sơn thủy hữu tình. Xung quanh là những dãy núi nhấp nhô, cây cỏ in bóng xuống mặt hồ xanh biếc, tạo nên cảnh sắc huyền ảo lung linh lúc ẩn lúc hiện, không gian tĩnh lặng, thuyền nhẹ trôi, khiến du khách không khỏi sững sờ trước vẻ đẹp quyến rũ nơi đây. Quý khách hãy cùng Let's Tour du lịch Hồ Núi Cốc để cảm nhận hết vẻ đẹp thơ mộng mang màu sắc cổ tích này nhé. Thứ 6 là Hồ Đại Lải. Đây là hồ gần Hà Nội nhất, nằm trên địa bàn xã Ngọc Thanh và phường Đồng Xuân của thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đây nổi tiếng là hồ nước nhân tạo lớn ở nước ta, với diện tích rộng tới 5,25 km vuông, kết hợp xung quanh là đồi núi, rừng cây nên hồ có tổng diện tích khoảng 30 km vuông. Diện tích mặt nước khoảng 525 ha, trải rộng mênh mông, không gian êm đềm, khoáng đạt. Nơi đây có sự kết hợp hài hòa giữa hồ và núi tạo nên phong cảnh hữu tình thơ mộng, bình yên và thư thái, trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn du khách. Giữa hồ có đảo chim rộng 3 ha, đây là điểm đến tham quan thu hút cho du khách khi du ngoạn hồ Đại Lải bằng thuyền, trải nghiệm cảm giác lênh đênh nơi hồ nước rộng mênh mông, non xanh nước biếc. Phong cảnh hữu tình giúp du khách quên hết những mệt mỏi và lo toan cuộc sống. Khu du lịch Đại Lải là sự kết hợp hài hòa giữa hồ nước dịu êm và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, xanh bát ngát của rừng cây. Từ đây, du khách có thể nhìn lên đỉnh núi Thằn Lằn và dãy núi Tam Đảo huyền ảo. Nơi đây như một bức tranh muôn màu cho kỳ nghỉ trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Đến nơi đây, ngoài du ngoạn thuyền trên hồ, thì du khách có thể tắm hồ, đạp vịp, đạp xe quanh hồ, tham quan nhà sáng tác Đại Lải hoặc tham quan các resort nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao như Flamingo Đại Lải Resort, Paradise Đại Lải Resort chắc chắn sẽ tạo cho du khách một chuyến dã ngoại cuối tuần, chuyến nghỉ dưỡng vô cùng ấn tượng và chất lượng. Giờ bạn hãy lên kế hoạch du lịch Hồ Đại Lải cùng Let's Tour nhé! Thứ 7 là Hồ Cấm Sơn, nằm trên địa phận huyện Lục Ngạn giáp danh với Lạng Sơn. Hồ có tổng diện tích mặt nước hơn 2.600 ha, chiều dài của hồ gần 30 km. Bề ngang nơi rộng nhất 7 km, chỗ hẹp nhất 200 m, lòng hồ có rất nhiều đảo và được bao quanh bởi những ngọn núi trùng điệp, dập bóng cây xanh. Đến với Cấm Sơn, du khách du ngoạn trên thuyền để thỏa sức cảm nhận sự thích thú trước không gian ngày càng rộng mở của hồ, chiêm ngưỡng cảnh sắc mộng mơ, những làn sương sớm phủ màu trắng đục huyền ảo. Mặt hồ gợn sóng lấp lánh trong nắng sớm, vài chiếc thuyền nan lướt qua, chợt nao nao một nỗi niềm bâng khuâng xa vắng, như văng vẳng lời ca thổ nào. Xuôi giữa dòng nước bạc như chiều ta bơi, ai đâm đầm ai qua núi cho nước đầy lạ mặt gương rồi non xanh mà nước biếc.
Vâng, bài hát Hồ trên núi của nhạc sĩ Phó Đức Phương đã lấy cảm hứng sau một chuyến đi thực tế Hồ Cấm Sơn vào năm 1971. Du ngoạn Hồ Cấm Sơn, du khách được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ thơ mộng, tận hưởng bầu không khí trong lành và cảm nhận thiên nhiên hùng vĩ, khiến cho chúng ta cảm thấy mình thật bé nhỏ khi đứng trước một bức tranh thủy mặc làm nao lòng người. Du lịch Hồ Cấm Sơn đang chờ đón du khách, quý khách hãy lên kế hoạch và cùng Let's Tour đến Cấm Sơn nhé! Thứ 8 là Hồ Pá Khoang, thuộc địa phận xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, cách trung tâm thành phố gần 20 km, nằm ở độ cao 916 m so với mực nước biển. Quần thể khu du lịch Pá Khoang có tổng diện tích 2.400 ha, diện tích mặt nước 600 ha, được ví như một vịnh Hạ Long của Tây Bắc, là điểm nhấn quan trọng trong du lịch sinh thái của tỉnh Điện Biên. Theo ngôn ngữ của người dân tộc Thái, Pá Khoang có nghĩa là rừng trúc. Hồ Pá Khoang nằm giữa một vùng thiên nhiên cảnh đẹp hùng vĩ, ẩn hiện trong mây trời non nước. Vào mùa đông, sương mờ buông phủ tạo một phong cảnh huyền ảo, thấp thoáng nơi xa là những dãy núi chập trùng, điểm tô vào đó là những nếp nhà xinh xắn. Mùa hè, mặt hồ trong xanh, hiền hòa, yên tĩnh, soi bóng núi non, mây trời và đại ngàn xanh thẫm. Không khí ở hồ được làm mát bởi những làn gió nam mang theo hơi nước từ mặt hồ thật dễ chịu. Trong khung cảnh êm đềm, thơ mộng, du khách du ngoạn trên thuyền rẽ sóng lênh đênh lòng hồ cùng khám phá những hòn đảo xanh biếc nghiêng bóng thật lãng mạn. Cảm giác sẽ trở nên thú vị hơn khi thuyền đi qua những khúc cua nhỏ hẹp của hồ Pá Khoang vặn mình lấn sâu vào núi, tạo nên những vùng vịnh có đa dạng sinh học độc đáo, một thắng cảnh quyến rũ lòng người. Bạn hãy cùng Let's Tour du lịch Điện Biên để khám phá hồ Pá Khoang viên ngọc bích tô điểm núi rừng Tây Bắc nhé. Video giới thiệu 8 hồ nước đẹp nhất miền Bắc thu hút du lịch của Let's Tour đến đây sắp kết thúc rồi. Quý khách hãy lên kế hoạch du lịch cùng Let's Tour để khám phá lần lượt những hồ nước tuyệt đẹp trong video này nhé. Quý khách cần tư vấn du lịch xin liên hệ cho Let's Tour theo hotline 0904 566 444 hoặc truy cập ngay website letstour.com. Quý khách hãy đăng ký kênh YouTube này để luôn cập nhật các thông tin du lịch mới nhất từ Let's Tour nhé. Và đừng quên like video, để lại comment và cùng chia sẻ video để mọi người cùng xem các thông tin du lịch hữu ích này bạn nhé.